chương trình radio sách đọc online. Lời khuyên cho người nông dân. Người nông dân giữ một vai trò then chốt trong việc bảo vệ hay tàn phá môi sinh và sức khỏe. Hiện nay, lớp nước ngầm đã bị ô nhiễm, việc lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu và những chất độc hại khác được phơi bày ra ánh sáng, và nhờ đó người ta càng ý thức rõ rệt hơn trách nhiệm của con người trước thảm cảnh tàn phá môi trường và sự xuất hiện của nhiều thứ bệnh tật. Chứng bệnh bò điên sinh ra vì bò thức ăn có nguồn gốc thú vật là một thí dụ điển hình. Đúng lý ra thì những kẻ chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt, thế nhưng dường như chẳng nghe ai nói gì cả. Trái lại thì người ta mang bò ra giết hàng loạt, mặc dù những con bò chỉ là nạn nhân của họ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hạn chế các chất hóa học dùng trong nông nghiệp và nên trồng trọt phù hợp với thiên nhiên. Trước mắt thì số thu hoạch có thể bị sụt giảm, nhưng trong lâu dài thì sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn. Thu nhỏ và giới hạn các nông trại chăn nuôi kỹ nghệ có hại cho môi trường cũng là một điều tốt. Các loại thực phẩm gia súc trái ngược với thiên nhiên có thể làm phát sinh những hậu quả không lường trước được, nhưng người ta vẫn thường thấy ngày nay. Nếu biết quan tâm đến thì giờ, tiền bạc, sức lực bị phung phí và những mối đau thương vô ích phải gánh chịu do những thực phẩm ấy gây ra, thì người ta sẽ hiểu rằng tốt hơn là nên tìm những phương pháp chăn nuôi khác. Tôi cũng muốn nói thêm vài lời về số phận những con vật bị giết. Tất cả mọi sinh vật có giác cảm đều có quyền được sống. Thật rõ ràng là những loài động vật có vú, chim, cá, vân vân đều cảm nhận được sự thích thú và đau đớn. Cũng giống như chúng ta mà thôi, chúng nào muốn bị đau đớn hành hạ. Nếu lạm dụng quá đáng vào súc vật để tìm lợi nhuận và cố ý làm ngơ không biết đến chủ trương cấm sát sinh của Phật giáo, thì ta cũng thừa biết là mình làm trái với những giá trị đạo đức sơ đẳng nhất. Tôi muốn nói thêm rằng, bất cứ một ai không tỏ ra do dự hoặc không cảm thấy đồng lòng từ bi chút nào khi ra tay sát hại hay hành hạ một con vật, thì nhất định người đó sẽ khó tỏ ra do dự và từ bi hơn với một người khác trước một hành vi tương tự đối với người đồng loại. Thật hết sức nguy hiểm nếu không biết nghĩ đến những khổ đau của một sinh vật. Dù bất cứ một loài sinh vật nào, ngay cả trong trường hợp phải hy sinh chúng vì lợi ích của số đông, chối bỏ hay tránh né không muốn nghĩ đến điều đó là một giải pháp đơn giản, nhưng thái độ ấy sẽ mở ra một cửa ngõ đưa đến một hình thức bạo hành như đã thường xảy ra trong các cuộc chiến tranh. Thái độ đó sẽ làm tiêu tan hạnh phúc của chính mình. Tôi vẫn thường nói rằng giác tha hay từ bi bao giờ cũng mang lại lợi ích. Nhiều người nêu lên lý do là dù sao thì thú vật cũng ăn thịt lẫn nhau. Quả đúng là như thế, nhưng ta phải công nhận một điều là khi một con thú ăn thịt một con thú khác thì thái độ của nó thật đơn giản và thẳng thắn. Khi đói thì giết, khi không đói thì không giết. Điều này trái hẳn với hành động của con người, vì con người giết hàng triệu con bò, cừu, gà và những con vật khác với mục đích là để gia tăng lợi nhuận mà thôi. Có lần tôi gặp một người Do Thái gốc Ba Lan rất tốt và thông minh. Anh ta ăn chay, trong khi đó những người Tây Tạng lại không ăn chay. Và anh ta nói với tôi như thế này: tôi không ăn thịt thú vật, nhưng nếu ăn thì tôi phải có đủ can đảm để giết con vật bằng chính bàn tay của tôi. Chúng tôi là người Tây Tạng, lại đi nhờ kẻ khác giết con vật và sau đó chúng tôi ăn. Nói xong, ông ấy cười thật to. Lời khuyên cho những kẻ gây ra chiến tranh. Trong bất cứ một xã hội nào cũng có những kẻ hung ác gây ra vô số khó khăn. Vì thế, cần có những phương tiện hữu hiệu để ngăn chặn không cho họ tác hại. Khi không còn cách nào khác thì lúc ấy mới sử dụng đến biện pháp quân sự. Theo tôi, quân đội không được dùng để quảng bá một chủ thuyết hay xâm lăng một quốc gia nào khác, mà đơn giản chỉ để ngăn chặn sự khuấy động của những kẻ phá hoại sự an vui của nhân loại và gieo rắc hỗn loạn.
chúng ta chỉ nên đem ra sử dụng trong các trường hợp tối cần thiết mà thôi. Mục tiêu duy nhất của chiến tranh có thể chấp nhận được là để mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Mục đích đó không thể hướng vào bất cứ một quyền lợi riêng tư nào. Chiến tranh là điều bất đắc dĩ. Lịch sử đã chứng minh cho thấy hung bạo sẽ dẫn đến hung bạo và không mấy khi giải quyết được điều gì cả. Hung bạo chỉ mang đến vô số khổ đau mà thôi. Ngay cả trường hợp hung bạo được xem như là một giải pháp thích nghi và hợp lý để chấm dứt xung đột, thì người ta cũng không thể nào quả quyết là đang dập tắt ngọn lửa hay lại làm bùng lên một nhúm than hồng. Ngày nay, chiến tranh đã trở thành vô tri giác và vô nhân đạo. Khi giới tân tiến có thể giết hại hàng ngàn người, nhưng không hề gây nguy hiểm gì đến ta cả. Và ta cũng không thấy được những khổ đau do chính ta gây ra. Những người ra lệnh tàn sát thì thường ở xa chiến trường hàng nghìn cây số. Những kẻ vô tội, đàn bà lẫn trẻ em, tất cả đều muốn sống, nhưng họ lại là những nạn nhân phải chịu chết hay bị tật nguyền. Gần như người ta chẳng bao giờ tiếc rẻ chiến tranh trong quá khứ. Trong các cuộc chiến ấy thì vị lãnh chúa cầm đầu đứng ra phía trước đoàn quân, và nếu vị lãnh chúa bị giết thì thông thường có nghĩa là mọi thù nghịch cũng chấm dứt theo. Ít ra cũng nên giới hạn chiến tranh trong khuôn khổ những cuộc xô xát trực tiếp giữa con người. Từ lúc được trang bị vũ khí thì con người cũng muốn sử dụng những thứ vũ khí ấy. Quan điểm của tôi là không nên thành lập quân đội quốc gia. Thế giới này nên giải trừ vũ khí mà chỉ cần duy nhất một đạo quân quốc tế để can thiệp trong trường hợp hòa bình bị đe dọa tại một nơi nào trên thế giới mà thôi. Tất cả mọi người đều nói đến hòa bình, nhưng không thể nào có hòa bình bên ngoài khi ta còn cưu mang giận dữ và hận thù ở trong lòng. Người ta cũng không thể nào dung hòa giữa ước vọng hòa bình và cuộc chạy đua vũ trang. Vũ khí hạt nhân vẫn được xem như một thứ vũ khí ngăn chặn và đe dọa. Nhưng theo tôi, đấy không phải là một giải pháp khôn ngoan và hiệu quả trong lâu dài. Một số quốc gia đã chi tiêu những số tiền khổng lồ để phát triển vũ khí. Biết bao nhiêu tiền của, sinh lực, nhân tài đã bị phung phí. Tuy nhiên, nguy cơ bị lạc hướng ngày càng dễ xảy ra, làm cho mọi người phải sống trong lo sợ. Dập tắt chiến tranh là trọng trách của tất cả mọi người trong chúng ta. Dĩ nhiên là người ta có thể chỉ đích danh kẻ gây ra một cuộc chiến, nhưng lại không thể khẳng định một cách chắc chắn là hắn từ chỗ nào dưới đất chui lên hay là hắn tự ý hành động một mình. Nhất định là phải có sự tham gia của những phần tử khác trong xã hội, mà trong đó có cả ta. Và vì vậy, mọi người đều mang một phần trách nhiệm. Nếu muốn mang lại hòa bình cho thế giới này, thì ta phải biết tạo hòa bình trong lòng ta trước đã. Hòa bình trên thế giới chỉ có thể thực hiện được bằng sự an bình trong tâm thức. Và sự an bình trong tâm thức thì chỉ có thể đạt được bằng cách ý thức rằng tất cả mọi con người đều là những thành phần trong một gia đình duy nhất. Dù cho tín ngưỡng, ý thức hệ, thể chế chính trị và kinh tế có đa dạng mấy đi chăng nữa, những thứ đó thật ra chỉ là chi tiết so với những gì mang chúng ta đến gần nhau hơn. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều là những con người cùng sống chung trên một hành tinh nhỏ bé này. Muốn sống còn, phải chăng chúng ta cần có sự hợp tác chung giữa người này với người khác và giữa các quốc gia với nhau? Lời khuyên cho những người chăm lo cho kẻ khác. Những người hiến trọn đời mình cho kẻ khác trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, đời sống tinh thần, gia đình, xã hội hoặc trong các sinh hoạt khác, quả thật đã đem đến một niềm vui sướng trong lòng tôi. Bất cứ một xã hội nào của con người cũng đều tạo ra vô số những khó khăn và đau khổ. Làm tất cả sức mình để cố gắng giải quyết những khó khăn đó thì thật là một tấm gương đáng khen ngợi. Theo quan điểm Phật giáo, việc giúp đỡ kẻ khác không phải đơn thuần chỉ vì bổn phận
hay sự thích thú, giống như chăm sóc vườn tược chẳng hạn. Và hiểu được điều này thì thật là quan trọng. Nếu ta làm việc ấy với tình thương và lòng từ bi, với nụ cười trên môi và những ngôn từ êm ái, thì chắc chắn là ta sẽ mang đến hạnh phúc. Hành vi là một, nhưng tác dụng sẽ lớn hơn gấp bội. Nếu là một vị bác sĩ thì không nên chăm sóc bệnh nhân vì thói quen, vì bắt buộc. Bệnh nhân sẽ có cảm giác là người ta không lo lắng cho mình, không khám bệnh cho mình một cách thận trọng, mà chỉ giống như chữa trị cho một con vật thí nghiệm. Một số bác sĩ giải phẫu làm việc quá nhiều và cuối cùng thì xem người bệnh như những chiếc máy phải chữa trị, quên hẳn họ là một con người. Khi đã đánh mất đối tượng con người của lòng từ bi và nhân từ, thì lúc đó người bác sĩ sẽ cắt, khâu, thay thế các cơ quan trong cơ thể, giống như tháo ráp đồ phụ tùng cho một chiếc xe hay là những mảnh gỗ. Vì thế, thật hết sức quan trọng khi chăm lo cho người khác. Hãy vun sới lòng vị tha, vì thái độ đó không những chỉ lợi ích cho người được chăm sóc, mà cho cả người đứng ra chăm sóc. Khi càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác, thì đồng thời ta lại càng tạo ra hạnh phúc nhiều hơn cho chính mình. Tuy nhiên, ta không nên nghĩ đến chuyện ấy khi chăm lo cho người khác. Không nên chờ đợi một sự hồi đáp nào cả, và chỉ nên nghĩ đến sự tốt lành cho người khác mà thôi. Cũng thế, chớ bao giờ tự xem mình cao hơn người được mình giúp đỡ. Dù phải hy sinh tiền bạc, thời giờ hay sinh lực, thì ta hãy cứ thực hiện với sự nhún nhường, dù cho kẻ khác có dơ bẩn, gầy còm, ngốc nghếch hay chỉ có một miếng rẻ rách trên người. Bản thân tôi khi gặp một người ăn mày, tôi cố gắng không nhìn người ấy thấp kém hơn, nhưng xem họ như một con người chẳng có gì khác với tôi. Một điểm nữa cũng rất quan trọng, cần phải nhắc nhở lại là khi giúp đỡ một người nào đó, ta không phải chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách cho họ bằng cách cho họ tiền bạc, mà hãy tạo phương tiện để họ tự giải quyết những khó khăn của họ. Lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.